KPI sao tháng này mới có 100 triệu vậy? Dạ em... Không có lý do. Từ giờ đến cuối tháng ấy, còn có 5 ngày em bán làm sao cho đủ KPI. Còn nếu không được ấy, nghỉ việc đi. Dạ. Trời ơi, 5 ngày mà bán 200 triệu. Bị điên hay gì trời. Thôi về trước nha. Kiếp này không bán được thì chắc kiếp sau bán được á. Thôi về trước á. Dạ alo chào chị ạ. À, em gọi bên công ty để chốt đơn hàng đó hả? Dạ rồi ạ. Dạ rồi em cảm ơn chị ạ. Dạ alo chào chị ạ. Dạ rồi. Dạ dạ rồi ạ. Dạ dạ em cảm ơn ạ. Có gì em sẽ gọi lại cho chị sau ạ. Dạ rồi. Anh ơi, em bán hết sức rồi, mà chỉ được có 270 triệu thôi. KPI 300 triệu mà, giờ tới tối còn rất là nhiều thời gian lo mà làm đi. Dạ. Ê, sao rồi? Còn mấy tiếng nữa tranh thủ bán đi. Hết cho ta rồi. À, ok, vậy lấy một bộ đi. Thiệt hả? Ê, vậy lấy tôi thêm bộ nữa nha. Ê, lấy một bộ luôn nha. Vậy, vậy em cảm ơn mọi người nha. Làm cái gì vậy? À, dạ không có gì đâu anh. Linh Anh lấy cho anh 5 bộ đi, nhà anh đang cần chút. Dạ. Vậy 5 bộ này... Tính vào KPI của em đi. Yêu đủ châu, bố ý chí ai sang đi. Ít dầu bù đông, sang là đi đất sâu, sang vấn đi.